Bí ẩn hơn một thập kỷ về bức ảnh đứa trẻ vừa chơi đàn vừa khóc. Mỗi khúc đàn đều mang tâm trạng, lột tả cảm xúc của người chơi nhạc. Khúc nhạc của cậu bé 12 tuổi dưới đây ẩn sau đó một câu chuyện đau đến xé lòng. Theo People, đứa trẻ trong ảnh là Diego đang vừa chơi đàn vừa khóc trong đám tang của người thầy của mình. Evandro João da Silva, người đã bị giết trong một vụ tấn công vào tháng 10 năm 2009 ở Rio de Janeiro. Với lòng tốt của mình, người thầy đã giúp Diego thoát khỏi cảnh nghèo đói và bạo lực, thậm chí truyền tình yêu với âm nhạc cho Diego và dạy cậu bé chơi đàn. Diego là người Brazil và là thành viên của nhóm Afro-Reggae. Evandro João da Silva dạy Diego và những đứa trẻ khác chơi nhạc cụ và số tiền thu được qua mỗi lần biểu diễn đều làm từ thiện, quyên góp cho trẻ em bị bệnh tật. Thật không may, Diego qua đời vào tháng 3 năm 2010 do biến chứng của bệnh bạch cầu. Nhưng với Diego, khoảng thời gian được thầy Evandro João da Silva cứu mang, giúp đỡ và sống cùng âm nhạc là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc đối với cậu bé. Evandro João da Silva là điều phối viên và là nhà lãnh đạo được đánh giá cao của nhóm văn hóa Afro-Reggae đã đưa âm nhạc, nghệ thuật và văn hóa đến những khu ổ chuột thiếu thốn ở Rio de Janeiro. Mục tiêu của Afro-Reggae là giải quyết sự bất bình đẳng xã hội được tìm thấy ở các đô thị Brazil và chống lại những định kiến về việc sử dụng âm nhạc, nghệ thuật và văn hóa. Vào sáng Chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2009, Da Silva đang đi chơi ở Rio de Janeiro với bạn bè thì anh bị bắn chết. Truyền thông địa phương đưa tin rằng những kẻ trộm đã lấy điện thoại, giày và ví của anh trước khi bắn Evandro và bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ giết người này đã gây chấn động cộng đồng Afro-Reggae, đồng thời gây phẫn nộ và đau buồn cho cộng đồng nghệ thuật của thành phố. Vụ việc cũng được báo cáo rộng rãi như một hiện tượng nhức nhối của bạo lực đường phố ở Rio de Janeiro. Đối với những đứa trẻ được Da Silva giúp đỡ, đây là một nỗi mất mát vô cùng to lớn. Điều này thể hiện rõ nhất qua bức ảnh cậu bé Diego đã dâng trào cảm xúc đau xót khi đưa tiễn ân nhân, người thầy của mình bằng chính những giai điệu do Da Silva dạy cậu bé. Có thể thấy được sự đau đớn và mất mát qua từng giọt nước mắt của cậu bé. Bức ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia Marcus Tristão sau đó đã lan truyền trên mạng. Người xem như cảm nhận được nỗi đau không nói nên lời của Diego. Đó là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về thảm kịch bạo lực, sức mạnh của âm nhạc và những nhân vật truyền cảm hứng có tác động sâu sắc như Da Silva đối với cộng đồng. Có rất nhiều câu chuyện trên mạng xã hội khắp thế giới rất đau lòng. Đôi khi, những bức ảnh nổi lên gây sốc. Nghèo đói và tội phạm, như chúng ta đều biết, là một tai họa trong xã hội ngày nay. Nhiều nhóm trên toàn cầu đang cố gắng ngăn cản thanh niên chọn con đường phạm tội và trong đấy có nhiều người cống hiến công sức của mình vì một cộng đồng tốt đẹp hơn. Điển hình như Da Silva, Hạn Hảo, Lực Dịch.